Con xin lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt trước khi đi vào cái thời pháp thoại hôm nay. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử chi nghiêm tỉnh tăng khẩu ý làm lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Do nhờ oai lực của Tam Bảo, xin gia hộ cho toàn thể quý vị Phật tử được năm điều hạnh phúc là sống lâu, sắc đẹp, ăn vui, sức mạnh và có trí tuệ sáng suốt. Mong cho năm điều hạnh phúc này thường gia tăng đến toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay sư xin chia sẻ về cái đề tài cái lời nói. Thì trong cuộc sống của chúng ta thì làm cái người Phật tử thì như lúc này trong cái thời đổ vui thì cũng có đề cập đến cái lời nói về từ hoặc trong cái phần giới thì chúng ta cũng có đề cập đến cái là không nói dối, mà mở rộng ra là không nói lời đóng thọc, không nói lời bố ích và không nói lời là thô thiển, độc ác. Nhưng mà có những cái câu chuyện ở trong kinh điển á thì nó đôi khi chúng ta nghĩ rằng nó không rơi vào trong bốn cái trường hợp đó. Chẳng hạn như một cái vị Phật tử khi mà đi nhiều Phật, đi nhiều quanh cái cây Bồ Đề á, thì là mấy vị tu nữ đi trước. Rồi thì cái cô Phật tử đó thì mấy người Phật tử là đi sau. Thì cô ta đạp nhầm một cái bãi nước mía. Thì cô ta mới nói một câu này, cái công bị nào mà nhổ được miếng đấy. Thì cái kiếp sau cô đó, cô trở thành một cái người phụ nữ rất là đẹp. Cô tên là Ambapali. Phải. Ambapali. Thì cô ta là một cái người rất là đẹp, nhưng mà phải làm kỹ nữ, chỉ vì một cái câu nói đó thôi. Rồi có một cái vị cái anh chàng thanh niên có nhà giàu có thì dẫn theo một cái đoàn tùy tùng rất là đông. Thì khi đi ngang một cái bờ sông á thì thấy một cái vị sư, một cái vị sư tạm dưới sông đi lên. Thì cái anh chàng này thấy cái vị sư đó đẹp quá đi, thì anh mới buộc miệng anh nói: ước gì mình là phụ nữ thì mình lấy cái người như thế này làm chồng. Thì ngay tức khắc biến thành phụ nữ. Mà rồi thì khi kia là một cái người đàn ông, bây giờ tự nhiên thành phụ nữ thì bây giờ thì sao? Trộn bỏ đi qua một cái ngôi làng khác, rồi lấy một cái người chồng khác. Cái câu chuyện thì còn dài, nhưng mà đại khái thì sau khi mà anh ở cái cô đó, cô sám hối thì trở lại thành một cái người nam. Rồi thì xin đi tu theo cái giáo pháp của Đức Phật và đắc quả thánh. Hoặc là nhiều cái nó mình nhìn nghĩ nó rất là đơn giản. Chẳng hạn như cầm cái vị tướng quân sau khi mà đánh chiến trận ở ngoài biên giới về
thì thấy một số người Phật tử đang xây dựng một cái tháp để thờ Xà Lợi hay là thờ một cái vị thánh tăng nào đó. Thì ông ta hỏi xây cái gì vậy? Thì nói xây cái tháp thờ. Thì ông hỏi xây bao nhiêu tầng? Thì nói xây 3 tầng. Thế ông nói xây gì mà cao vậy? Xây 2 tầng được rồi. Thì cái kiếp sau ông ta làm cái người thấp lùn. Ông ta là cái người thấp lùn. Rồi khi vào tu trong cái giáo pháp của Đức Phật thì mấy ông sư lớn thì cứ ưa xó đầu. Bởi vì ông người nhỏ quá lắm. Rồi ông mới tới ông thưa với Phật. Thế Đức Phật mới nói do ngày xưa ông nói xây cái tháp gì mà cao vậy. Cho nên bây giờ kiếp này ông như vậy. Cho nên nhiều khi chúng ta nghĩ rằng cái câu nói của mình nó không có để nổi là cái để làm cái hậu quả lớn. Đôi khi mình nói sao mày ngu quá vậy, sao học nó cái bài học mà học nhớ, thì cái kiếp sau có thể mình học không vô. Cho nên trong Phật cũ có 2 anh em, thì có một cái người em là học một cái bài kinh không thuộc. Cho đến khi người anh nói bây giờ vô chùa mà học kinh không thuộc là thôi thì về đi. Thì người em buồn người mới xách gọi đi ra cổng. Thì Đức Phật biết mới hỏi. Thì người em trả lời là con học kinh không thuộc, cho nên ông anh ông nói thôi thì về đi. Thì Đức Phật mới hỏi con đến đây con tu với ai? Thì nói giờ con tu với Phật. Con tu với Phật. Rồi Đức Phật nói bây giờ học không thuộc. Bây giờ Đức Phật đưa trong cái tầm vải rồi cứ trà đi, trà đi. Rồi từ quan sát từ cái tầm vải sạch như vậy cho nó đến lúc nó dơ, rồi thấy được cái sự bất tịnh, cái sự vô thường, rồi đắc đạo quả. Thì cái nguyên do mà cái người đó học không vô là vì kiếp trước đã từng chê một ông sư sao ngu quá vậy. Cho nên có khi mình không phải là mình nói một cái điều gì mà mình ghê gớm lắm, đơn giản mà nó để lại một cái hậu quả rất là khủng khiếp. Hồi xưa chưa còn trẻ, xưa chưa đi tu, xưa hay nói sốc người ta lắm, sốc người ta lắm. Cho đến lúc mà sư đọc trong kinh điển, trong tích truyện, thì cái hồi đó là chưa tu, đang còn ở đâu, còn trẻ, khoảng 25 á, thì sư thấy ra được một điều là mình nói cái dùng cái lời nói của mình để mình làm tổn thương người khác cực kỳ nguy hiểm. Cho nên hồi đó thì còn trẻ mà sư mới chặt cái ngón tay này. Sư nguyện là không bao giờ làm tổn thương người khác bằng cái lời nói của mình. Như vậy là cũng gần 40 năm rồi. Nhưng mà vẫn cứ còn, thỉnh thoảng vẫn còn nói sốc người ta. Đôi khi nó giỡn thôi. Mà nó cũng không còn nói nhiều câu mà làm cho người ta tổn thương. Cho nên trong cái cuộc sống chúng ta phải cẩn thận với cái lời nói. Ngay cả con cái mình vậy, mình đừng có nói nó ngu. Mình nói những cái lời nó nguy hiểm lắm. Hoặc là mình thề là tao nói dối mày, là tao thế này thế kia, hoặc là tao thế này thế nọ, hoặc là tôi bây giờ là tôi không bao giờ gặp ông nữa, là bao giờ gặp này người này nữa, là tôi từ cái chùa này, tôi từ cái chùa kia, là tôi chém sư nọ này kia. Nói đơn giản thôi nhưng mà nguy hiểm lắm.
cực kỳ nguy hiểm. Thì hồi khi mà chúng ta làm sao mà thấy được những cái điều đó, nó qua một cái quá trình là tu tập về cái hành thiền. Trong thanh tịnh đạo á, thì về cái phần giới á, thì cái câu đầu tiên á, sư nhớ đó là chánh niệm tịnh giác là mẹ đẻ của giới luật. Nếu như mà mình cứ tụng giới rồi mình nghiên cứu về giới rồi mình học về giới rồi mình nguyện là sẽ giữ giới như thế, nhưng mà đến khi đụng chuyện á, mình không nhớ. Chẳng hạn như con muỗi nó đầu lên mạ cái ngừa nó đưa tay bụp cái lên, không tỉnh giác là bụp lên như vậy đó. Cho nên á, nó đòi hỏi quá trình tu tập. Rồi khi mình hành thiền đến một cái giai đoạn mình thấy được cái tạc ý của mình, cái tạc ý của mình. Có nhiều người mà cũng mặn yêu con cái thế này thế kia, nhưng mà thật sự ra cái tạc ý của họ, họ không có cái ý nghĩa là dùng cái ngôn ngữ để mà tấn công người khác, để mà làm tổn thương người khác. Cho nên cái tạc ý là nghiệp, tạc ý là nghiệp. Thì cũng một câu nói đó, nhưng mà nếu mình tạc ý, mình nghĩ mình nói để cho người này đau khổ là khác, còn mình nói để mình mặn yêu con cháu mình là khác. Cái tạc ý đó nó nằm trong cái tiến trình tâm của mình. Mà khi hành thiền đó rồi mình mới thấy ra, khi hành thiền mình mới thấy ra. Rồi đến một lúc nào đó rồi á, thì cái sự việc mà nó xảy ra, mình vừa khởi tâm lên muốn nói, trước khi nói mình còn cái khởi tâm lên muốn nói rồi mình sẽ nói. Mà khi mà khởi tâm lên một cái mà mình tỉnh giác, mình nhận ra nói cái này là nguy hiểm, nói cái này là không lợi ích, nói cái này là đưa đến cái hậu quả không tốt, thì khi đó mình dừng lại. Còn nếu không có tu tập, mình sẽ tiếp tục nói, mình sẽ tiếp tục nói. Mà cái đó như này á, chỉ có khi hành thiền mình mới nhận ra. Trước khi mình đưa tay ra để lấy cái gì, là mình có cái ý muốn lấy đó, rồi cái tay mình nó mới đưa ra, tay mình nó mới đưa ra. Cái điều này hồi xưa sư tình cờ sư phát hiện ra cái điều này là do khi sư đưa tay thì sư nhắc cái bình thủy, thì cái tâm mình á là nó nghĩ rằng cái bình thủy này là đầy, cho nên sư đưa ra một cái lực rất là tương thích với cái bình thủy ở đây đó, nhưng mà thật sự ra nó rộng, cho nên mình dở cái nó bọc lên. Và từ đó mình mới nhận ra cái tiến trình mà mình xách cái bình thủy này nó có hai. Mình nghĩ rằng mình xách bình thủy, rồi sau đó cái tay mình nó mới xách bình thủy, nó mới xách bình thủy. Cho nên trong cái quá trình mình hành thiền á, tại sao mình đi chậm như chân bước, để cho mình thấy được rằng là trước khi mình bước là mình có cái ý nghĩ muốn bước. Rồi lần mình mới thấy rằng cái ý nghĩ của mình là muốn tấn công người này, hoặc là mình thấy cái món đồ gì đó nó hấp dẫn mình, tham, mình muốn lấy về làm sở hữu của mình. Rồi từ đó bắt đầu mình mới nhận biết ra cái này là tham, cái này là không nên, bởi vì lấy cái của không cho là không được, khi đó mình mới giữ giới được. Mình giữ mình chặn cái nguồn, chặn cái nguồn tham, cái nguồn thích. Còn mà nếu mình chặn cái nguồn đó là nó làm, cái thân của mình nó làm, cái miệng mình vậy, nó
thể tự động nó làm được, nó nói được, mà phải có cái suy nghĩ này, muốn nói cái điều đó, muốn làm cho người đó đau khổ, muốn làm cho người đó thế này thế nào. Cho nên thì có khi là do tiền hiện tại có một cái vị sư khi tu trong giáo pháp của thời Đức Phật ấy, thì ở trong chùa thì đông chư tăng, nhưng mà ông đó khi nào ông cũng kêu mấy ông sư khác là đồ đê tiện. Thì mấy ông sư lên thưa về Đức Phật, ông cứ nói tụi con là đồ đê tiện không. Thì Đức Phật mới nói rằng ông này á, kiếp trước là một đại gia, một cái nhà giàu có, tôi tớ trong nhà là cả 500 người. Và rồi ông là gặp tôi tớ trong nhà là ông cứ đồ đê tiện. Nó quen cái miệng. Cho đến khi đến cái kiếp mà ông tu trong giáo pháp Đức Phật là mặc dù là ông sư, nhưng mà rồi gặp mấy ông sư khác là cũng cứ đồ đê tiện. Khủng khiếp vậy đó. Nó kéo qua cái kiếp sau. Cho nên là hồi nãy là rất là hoan hỷ khi thấy quý vị thuộc kinh Phật cũ, rồi thuộc giới luật, rồi thuộc những cái bài kinh Pali, rồi tụng đọc, rồi nói những cái gì mà chúng ta nói trong cái ngày hôm nay là một cái vốn liếng rất là lớn. Mà nếu như quý vị như cô Phường vậy hả, mà 5 năm, 10 năm, 20 năm rồi đều cứ lập đi lập lại như vậy, thì cái phước báo, cái kiếp sau nó đến cận nào? Quý vị cứ hình dung đây. Bây giờ hồi còn nhỏ mình học á, mình viết cái chữ O một lần nó hơi mờ mờ, mình đồ lại một lần nữa, nó đậm, đồ lại một lần nữa, đậm. Mà có khi có nhiều đứa nhỏ mà nó nghiện răng, nó đồ nghe, nó lục dậy luôn, lục dậy luôn á. Cho nên á là giống như kiểu khi mà mình nói một cái lời nói, mình là cái học một bài kinh hoặc là một cái lời của Đức Phật dạy á, thì đến lúc nào đó rồi nó thấm vô trong xương mình á, trong máu mình á, mở miệng ra là nói lời Đức Phật không à. Mình sư cái kiếp này sư để bản thân mình là sư thầy có những cái kỳ lạ lắm. Chẳng hạn như đây là cái lông sữa mà nếu sư nói lông sữa thì hầu như là nhiều người hỏi sư nói bậy, nhưng mà người khác cũng nói đây là lông sữa thì ai cũng nói đúng rồi. Lạ kỳ vậy đó. Sư bị dính cái đó nhiều lần. Cho đến đời sư nói tại sao vậy, tại sao mình cũng nói một cái câu đó y chang như người đó, mà tại sao người kia người ta thì đồng ý mà mình thì người ta không đồng ý. Thì chỉ có một điều là hồi xưa mình nói dỗ nhiều quá, bây giờ mình nói thật ai tin nữa. Cái nghiệp khiếp lắm. Cho nên thì thì cái giáo pháp của Đức Phật là cái giáo pháp nó đặt trên cái nền tảng nhân và quả. Mà nếu như chúng ta không biết tạo cái nhân lành mà không biết tránh cái nhân bất thiện thì cái hậu quả đương nhiên là không thể tránh được, không thể tránh được. Cho nên thì hôm nay thì nhân cái lễ Vết Sắc thì sư cũng xin chia sẻ một cái khía cạnh nhỏ trong cái cuộc sống của quý vị mà quý vị thường sử dụng, đó chính là cái lời nói. Và mong rằng trong cái quá trình sống tu tập rồi mình cứ gần gũi với những cái bậc thiền trí thức, thường đến chùa tụng kinh niệm Phật,
rồi cử tâm mình hướng đến những cái lời kinh học thuộc những cái bài kệ, thì một thời gian rồi thì cái phước báo của mình nó có được trong ngày hôm nay, nhưng mà còn không trổ về mai sau nữa. Nhưng mà quý vị luôn luôn cẩn thận với lời nói. Thì người Tây Phương người ta nói rằng trước khi nói thì phải đánh lưỡi 7 lần. Đánh lưỡi 7 lần thì tất nhiên là phải cẩn thận, phải cân nhắc trước khi nói. Bây giờ mình trả lời chồng cái không sao cả, nhưng mà mình trả lời cho nó nhẹ nhàng, nó hợp lý, mà nó để lại cái nhân tố, thì đó là cái điều mà sư xin chia sẻ với quý vị Phật tử, và mong rằng quý vị Phật tử lưu ý trên cái cuộc sống của mình. Khi mình giao tiếp với bất cứ ai thì mình dùng cái ngôn ngữ cho nó nhẹ nhàng, rồi với cái tâm mát mẻ, cái tâm mát mẻ, vì cái tác ý chính là nghiệp. Cho nên thì rồi nếu như mà có những cái lời nói nhẹ nhàng với cái tâm hoan hỷ, với cái tâm từ bi, thì cái tâm tha thứ, thì cái tâm thương yêu, thì được cái kết quả tốt cho mình và cho cái người xung quanh, cũng như trong hiện tại hoặc là trong tương lai. Thì cái sự chia sẻ của sư thì cũng đến đây cũng vừa phải lẽ. Thì cầu mong với cái phước báo này thì quý vị Phật tử sẽ được thắng tiến trên con đường tu tập của mình, được kết quả tốt đẹp trên con đường cuộc sống trong hiện tại cũng như trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tốt sa.